lộ dàn sao Việt khủng, nô nức đến dự đám cưới nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu và vợ kém 19 tuổi tại Sơn La. Từ ngày 17 tháng 1, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu và gia đình cùng những người bạn thân thiết đã về Sơn La để chuẩn bị cho lễ cưới ở quê nhà cô dâu. Thông tin nam diễn viên đại gia chân đất chấm dứt cuộc đời độc thân ở tuổi 46 khiến đồng nghiệp và công chúng vui mừng. Trong số các nghệ sĩ về Sơn La dự đám cưới của Trung Hiếu có nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, nghệ sĩ ưu tú Thu Hà. Tối qua chú rể cùng bạn bè đã qua thăm nhà cô dâu. Trung Hiếu đang giữ chức giám đốc nhà hát kịch Hà Nội nên các đồng nghiệp đều có mặt đông đủ trong ngày vui của anh. Dù bận rộn với lịch tập táo quân, nghệ sĩ ưu tú Công Lý vẫn phải cố gắng sắp xếp để cùng bạn bè về Sơn La. Chú rể Trung Hiếu cười không ngớt khi sắp lấy vợ kém 19 tuổi sau gần 4 năm hẹn hò. Anh vốn sống kín tiếng nên sát ngày diễn ra hôn lễ, anh mới chịu tiết lộ tin mừng với công chúng. Bà xã anh tên Thu Hà, đang là nhân viên ngân hàng. Nghệ sĩ Minh Tít cũng về Sơn La từ hôm qua để dự ngày hạnh phúc của đàn anh. Lễ ăn hỏi và tiệc cưới tại nhà gái sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 18 tháng 1. Sau dịp Tết Nguyên Đán, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào tháng 3 và quê nhà anh ở Thái Bình. Chú rể cùng bố mẹ và bạn bè thuê một khách sạn lớn trong những ngày về quê Sơn La hỏi vợ. Sáng nay, nghệ sĩ Công Lý, Minh Tít hào hức diện vest chỉnh chu di chuyển đến nhà gái cùng Trung Hiếu. Trong lễ ăn hỏi, đôi uyên ương mặc áo dài truyền thống màu trắng, cô dâu 9X không ngần ngại hôn lên má chồng khi làm lễ. Hé lộ bộ ảnh cưới siêu lung linh của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu và vợ trẻ kém 19 tuổi xinh như hoa hậu. Vốn là người kín tiếng nên nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu gần như giữ kín toàn bộ thông tin và hình ảnh về đám cưới của mình. Cho đến hôm nay, khi gần đến ngày tổ chức tiệc cưới tại quê của cô dâu ở Lạng Sơn, nam diễn viên mới tiết lộ đôi chút về những bức hình cưới của mình. Được biết, tiệc cưới của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu và Thu Hà sẽ được tổ chức tại 3 địa điểm khác nhau là Lạng Sơn, Thái Bình và một khách sạn hạng sang tại Hà Nội. Trong 3 buổi tiệc này, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu mạnh tay tặng vợ 3 chiếc váy cưới cao cấp. Chiếc váy hoa li ti bay thiết kế từ lụa và thuyên pháp trên phông dáng suông mềm rũ ôm khít eo tạo nên sự bay bổng lãng mạn đầy chất thơ. Chiếc váy làm lễ trong tiệc chính được thiết kế theo phông dáng mang hơi hướng cổ điển. Chiếc váy bồng công chúa màu kem ánh vàng kim với toàn bộ chi tiết thêu 3D từ chỉ tơ vàng. Nhà thiết kế Lê Chi, người được nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu tin tưởng giao trách nhiệm làm đẹp cho bà xã của mình trong ngày trọng đại, tiết lộ Thu Hà vốn là một diễn viên múa nên sở hữu vóc dáng rất mảnh mai, thanh thoát. Mọi mẫu váy đều tôn lên nét đẹp mong manh, đầy nữ tính của cô. Vợ chồng Trung Hiếu đều đồng quan điểm thẩm mỹ, yêu thích sự thanh lịch, tinh tế, sang trọng mà vẫn mềm mại, nữ tính. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu và bà xã Thu Hà đã yêu nhau được nhiều năm nhưng hoàn toàn giữ kín chuyện hẹn hò với truyền thông. Bà xã của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu tên Huỳnh Thu Hà, sinh năm 1992, hiện đang là một nhân viên ngân hàng và đang học tiếp lên cao học. Vì không muốn nhiều người nhìn vào rồi bàn tán chuyện riêng của mình, nên nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu tiết lộ anh từng phải nịnh vợ sắp cưới nhiều để cô không chia sẻ ảnh trên trang cá nhân. Giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cũng cho biết cô dâu của anh rất ngoan, hiền và hiểu cho công việc của chồng. Trong bộ ảnh cưới được thực hiện, Trung Hiếu và bà xã trông rất đẹp đôi. Chắc chắn nếu không nói, sẽ không có nhiều người biết anh hơn bà xã đến 19 tuổi. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu rất yêu chiều bà xã, anh mạnh tay tặng riêng cho vợ 3 chiếc váy cưới cao cấp. Cô dâu Thu Hà xinh đẹp như một nàng công chúa. Được biết, ngày 19 tháng 1 tới đây, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu sẽ tổ chức tiệc cưới tại quê của cô dâu ở Lạng Sơn. Đám cưới ở Thái Bình và Hà Nội sẽ diễn ra sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Cận cảnh nhan sắc vợ kém 19 tuổi của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu chính thức lộ diện. Thông tin nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu lấy vợ ở tuổi 46 nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Anh vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm và chưa một lần chia sẻ với giới truyền thông. Sau nhiều lần thông báo cưới vợ vào cuối năm, mới đây anh xác nhận việc sẽ chấm dứt cuộc sống độc thân với bạn gái 9X. Tuy vậy anh giấu kín danh tính cũng như hình ảnh về vợ tương lai nên càng khiến khán giả tò mò. Khi khoảnh khắc của Trung Hiếu và diễn viên Lương Thanh Hằng trong phim Đại gia chân đất lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã lầm tưởng đây là vợ 9X của anh. Bà xã tương lai của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu là một cô gái khác tên Huỳnh Thu Hà. Cô đang làm nhân viên ngân hàng và có ngoại hình xinh xắn. Trung Hiếu tiết lộ rằng cả hai yêu nhau đã 4 năm. Vì không muốn tạo ồn ào, anh ra sức thuyết phục bạn gái không được chụp ảnh tình tứ của hai người đưa lên Facebook.
Trong mắt giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, bạn gái là người hiền lành, ngoan ngoãn và thông cảm cho công việc của anh. Thuộc thế hệ 9X, vợ Trung Hiếu có tính cách sôi nổi, hồn nhiên, trái ngược hoàn toàn so với ông xã. Theo một nguồn tin, hôn lễ của cặp đôi sẽ tổ chức vào ngày 19 tháng 1 tại Sơn La, quê nhà của cô dâu. Nhiều đồng nghiệp trong nhà hát kịch Hà Nội, nơi nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu làm giám đốc sẽ tham dự ngày vui của anh. Trung Hiếu tâm sự trong suốt 4 năm hẹn hò, anh và bạn gái vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau, nhưng ít người nhận ra, do đó chuyện tình của hai người không bị lộ. Nếu đời thường, vợ 9X của Trung Hiếu có nhan sắc trẻ trung, thì khi làm model cô lại sắc sảo. Thu Hà từng thực hiện một số ảnh gợi cảm mặc đồ tắm. Cô cũng khoe vóc dáng quyến rũ trong trang phục đồ ngủ. Cái chiếc áo dài truyền thống vợ 9X của Trung Hiếu toát lên vẻ đẹp dịu dàng. Võ Hạ Trâm chính thức lên tiếng khi nghe Hòa Minh Di chúc phúc gây tranh cãi tại đám cưới. Vào tối đầu tuần qua, Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng tại khách sạn sang trọng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khá nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí Việt đã đến chung vui cùng đôi uyên ương như vợ chồng Lê Phương, Hồ Trung Dũng, Ái Phương, Tiêu Châu Như Quỳnh, Hòa Minh Di. Tại đây, giọng ca nàng tiên cá đã có dịp gửi lời chúc đến người chị của mình. Cô dâu ơi, em đã nói dối với chị là em không đến, nhưng thực ra em vẫn đến. Nhưng thực ra cũng không phải em nói dối, vì em đi làm về sớm nên em quyết định đến đây. Bộ trang phục này là bộ trang phục em mới đi quay hình, chứ không phải dành riêng cho chị hôm nay. Chị cũng đừng quá vui vẻ và hạnh phúc khi em quá xinh đẹp khi đến đây. Em sẽ không tranh spotlight của chị đâu, chị vẫn là cô dâu đẹp nhất. Chị đã từng nói với em là chị cưới chồng cách đây một năm nhưng vẫn chưa thấy cưới, đến tận bây giờ mới cưới. Trên mạng xã hội đã xảy ra rất nhiều ý kiến gây tranh cãi về lời chúc của Hòa Minh Di dành cho đàn chị. Họ cho rằng Hòa Minh Di đã có một lời chúc kém duyên khi tại ngày vui của người khác lại nhắn nhủ, chị cũng đừng quá vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế giữa Hòa Minh Di và Võ Hạ Trâm có mối quan hệ khá thân thiết nên việc của em lầy lội với chị cũng là chuyện không mấy khó hiểu. Trước sự việc này, nàng dâu Ấn Độ nhanh chóng bênh vực Hòa Minh Di bằng cách đăng tải đoạn tin nhắn của hai chị em lên trang cá nhân và nhắn nhủ. Con em mình nó đáng yêu như thế mà cứ mắc cái nghiệp thị phi. Thôi hãy cứ đáng yêu và tâm trong sáng, mọi thứ sẽ tốt dần theo thời gian, em chị nhé. Hơn ai hết, Võ Hạ Trâm hiểu được tính cách của Hòa Minh Di và phải tình cảm lắm thì cô em mới tranh thủ thời gian vừa quay hình xong lại chạy vội sang tham dự ngày trọng đại của chị gái. Cả hai thân thiết với nhau từ khi tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen, rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ của họ đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Dường như các scandal gần đây đã khiến Hòa Minh Di mất điểm trong mắt người hâm mộ, bởi thế tất cả các phát ngôn của cô đều bị soi gay gắt. Khi nhân vật chính của tiệc cưới rất vui mừng vì Hòa Minh Di đã kịp thời gian đến dự, thì dư luận lại khắt khe trong từng lời chúc, bất chấp cả việc chị em thân thiết vẫn có thể vô tư thể hiện sự lầy lội với nhau. Táo Quân 2019, Chỉ Trùng cuối cùng cũng xuất hiện sau khi tuyên bố nghỉ chơi với Táo Quân. Cho đến thời điểm hiện tại, khán giả quan tâm, yêu mến chương trình gặp nhau cuối năm, Táo Quân có thể thở phào nhẹ nhõm khi Chí Trung đã xuất hiện trong buổi tập luyện vào ban đêm cùng các đồng nghiệp. Thông qua Facebook cá nhân, Tự Long chia sẻ một số hình ảnh về buổi tập của dàn Táo, trong đó có sự góp mặt của Chí Trung. Trước đó, vào đầu năm 2018, khi được hỏi về chuyện có tiếp tục tham gia Táo Quân các mùa sau nữa hay không, Chí Trung đã cương quyết chối từ. Nam diễn viên cho biết vì lịch tập diễn ra vào ban đêm, sức khỏe của anh không đảm bảo nên việc theo kịp mọi người đã rất khó. Thời điểm này Chí Trung còn khiến khán giả thót tim khi khẳng định: đây cũng là lời chào của một táo già là tôi tặng lại các bạn khi sức cùng lực kiệt. Mong rằng trong đêm 30 các bạn sẽ mở lòng đón nhận như một lời từ biệt và hẹn gặp lại trên sân khấu của nhà hát Tuổi Trẻ, nơi tôi sẽ dốc lòng trước khi nghỉ hưu. Không phải ngẫu nhiên tôi nói như vậy, cái gì cũng có lý do của nó. Từ chối là có thật, và sau đó được thuyết phục cũng là có thật. Như tôi nói, tôi vẫn sẽ tham gia nếu kịch bản hay. Dẫu vậy, dựa vào hình ảnh đầy thuyết phục do Tự Lòng chia sẻ, khán giả đã phần nào yên tâm rằng Chí Trung vẫn chưa thể chia tay chương trình. Bên cạnh đó, khi được hỏi về nội dung của Táo Quân 2019, Tự Lòng cũng bật mí rằng sẽ có rất nhiều thông tin thú vị, đồng thời câu chuyện của từng táo cũng sẽ được ekip sản xuất khai thác triệt để. Táo Quân là chương trình truyền hình phát sóng thường niên vào đêm giao thừa, thông qua hình thức các táo lên châu Ngọc Hoàng và báo cáo về tình hình năm cũ. Những vấn đề bức xúc liên quan đến văn hóa, xã hội, giáo dục, giao thông, kinh tế cũng được mổ xẻ và bàn luận một cách trực diện.